Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Diễn biến tình hình chiến sự Ukraine ngày hôm nay. Thời cơ đến bất ngờ, Nga tấn công cả Bắc lẫn Nam, bao vây Adika. Nga-Mỹ đồng loạt có động thái hạt nhân gây lo ngại. Sau khi Nga tung đòn mạnh vào nơi này hồi đầu tháng nhưng chưa thành công. Chuyên gia tuyên bố cần thừa nhận sự thật, Ukraine đã hết thời gian. Vượt sông Dnipro, bước tiến chiến thuật hay bất lợi đối với Ukraine. Nga điều thêm lực lượng tới Avdiivka, siết chặt vòng vây đối với Ukraine. Bắt thóp điểm yếu của tên lửa ATACMS, Mỹ vừa cung cấp cho Ukraine. 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga điều thêm lực lượng tới Avdiivka, siết chặt vòng vây đối với Ukraine và Tổng thống Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Kiev. Đạn pháo thông minh của Nga tung đòn chính xác, phá hủy pháo tự hành Ukraine. Trong ngày qua, Nga đã khai hỏa đạn pháo dẫn đường chính xác Krasnopol, phá hủy một trong những hệ thống pháo tầm xa và mạnh nhất của Ukraine, là pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất. Phía Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã cố gắng sử dụng pháo tự hành Karab để phá hủy một trung tâm hậu cần của Nga, nằm cách chiến tuyến từ 35 đến 45 km. Tuy nhiên, nhờ sự phát hiện kịp thời của các nhóm vận hành UAV trinh sát, quan điện tử, pháo binh Nga đã phát hiện vị trí của mục tiêu cách xa 25 km so với vị trí của khẩu đội Krasnopol. Ngay lập tức, phía Nga đã khai hỏa Krasnopol, thực hiện cuộc tấn công chính xác cao, khiến mục tiêu bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Nga điều thêm lực lượng tới Avdiivka, siết chặt vòng vây đối với Ukraine. Trong ngày qua, Nga đã triển khai thêm lực lượng vào trận đánh giành quyền kiểm soát thị trấn Avdiivka ở miền đông Ukraine sau khi phát động cuộc tấn công lớn chưa từng có vào khu vực này cuối tuần qua. Nga hiện đã phát động các cuộc tấn công vũ trang tổng hợp vào Avdiivka, triển khai lực lượng không quân và các phương tiện trên mặt đất để hỗ trợ bộ binh. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đây là cuộc tấn công quan trọng nhất của Nga kể từ đầu năm đến nay. Việc Nga phát động cuộc tấn công vào Avdiivka là điều khá bất ngờ vì Moscow đã giữ thế phòng thủ kể từ khi Ukraine phát động cuộc phản công vào mùa hè ở khu vực Zaporizhzhia, phía đông nam và xung quanh thành phố Bakhmut ở phía đông. Nga tấn công ào ạt, bắn nổ kho đạn dược và trạm chỉ huy của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này trong ngày qua đã phá hủy một kho đạn dược và trạm chỉ huy quan sát của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố đánh chặn nhiều tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã phá hủy một kho đạn dược của lực lượng không quân Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk, cùng các trạm chỉ huy quan sát của Lữ đoàn cơ giới số 67 và Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 102, gần khu định cư Serebryakha của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Malinoka ở vùng Zaporizhzhia. Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine. Đàm phán hòa bình với Ukraine chỉ có thể bắt đầu khi Kiev dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán, Tổng thống Nga Putin cho hay. Nếu Ukraine thực sự muốn tham gia vào tiến trình đàm phán, thì điều đầu tiên là họ phải thu hồi lệnh cấm đàm phán của Tổng thống Zelensky, Tổng thống Putin nói sau chuyến thăm Trung Quốc để dự diễn đàn vành đai con đường. Tổng thống Nga cũng gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Bắc Kinh. Thủ tướng Hungary cho biết phản hồi của Tổng thống Putin về câu hỏi của ông liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Ukraine không mấy hứa hẹn. Ukraine tận dụng thời tiết xấu, tìm cách phá phòng tuyến thứ hai của Nga. Bất chấp trời mưa, Ukraine đang tấn công vào các cứ điểm của Nga quanh Verbove bằng cách sử dụng xe tăng Leopard. Theo các báo cáo ghi nhận gần đây theo hướng Tokmak, khu vực Zaporizhzhia, các cuộc giao tranh dữ dội nhất đã diễn ra quanh Verbove. Một video được công bố gần đây cho thấy các xe bọc thép của Ukraine đã vào khu vực này, cho thấy Ukraine đã hiện diện ở phía bắc của ngôi làng. Mục tiêu của Ukraine nhằm tạo thế gọng kìm nhắm vào phòng tuyến thứ hai của Nga và sau đó tiến công xa hơn. Vũ khí phương Tây đến, Ukraine dần đạt được bước tiến trong phản công. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng quân đội Ukraine đang giành ưu thế trước Nga trong cuộc phản công. Theo bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine đạt được tiến bộ vào thời điểm các loại vũ khí do Mỹ cung cấp cho Kiev đã chuyển tới chiến trường. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết lực lượng Ukraine đã tiếp tục tiến gần thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk và ở phía tây Zaporizhzhia trong cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã giành được một số tiến bộ ở phía tây Verbove, cách Robotini khoảng 9,6 km về phía đông. Trong khi đó, một đoạn video trên chiến trường cho thấy Ukraine đạt được bước tiến ở phía tây bắc Jaliansky, cách Bakhmut khoảng 9 km về phía tây bắc. Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga bắn hạ vệ tinh của phương Tây. người đứng đầu lực lượng không gian Mỹ cho biết Washington sẽ phản ứng nếu Moscow bắn hạ các vệ tinh thương mại của phương Tây. Tướng Jen Salman, người đứng đầu lực lượng không gian Mỹ cho rằng lực lượng không gian của Mỹ đang đối mặt với các mối đe dọa từ một số quốc gia, trong đó có Nga. Ông Salman nói Mỹ sẽ đưa ra phản ứng nếu Nga tấn công hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX mà Ukraine đang sử dụng để kết nối Internet. Ông Salman trả lời câu hỏi của các phóng viên về mối đe dọa do Nga đưa ra vào tháng 10 năm 2022 rằng nước này có thể bắn hạ các vệ tinh thương mại của phương Tây nếu chúng được sử dụng để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột. Xung đột Ukraine hiện nay không còn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ và phương Tây. Những động thái của quân đội Nga liệu chỉ là hành động tình thế hay là một nước cờ hiểm trên bàn cờ đại cục, và xung đột Ukraine gần như đã được định đoạt. Có một vấn đề cốt lõi cuộc xung đột tại Ukraine chính là việc Kiev đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các gói viện trợ tài chính và quân sự từ Mỹ và phương Tây. Sau gần 2 năm chiến sự, nguồn lực nội tại của Ukraine gần như đã cạn kiệt và Tổng thống Zelensky thừa nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng vào ngày 11 tháng 9 rằng Nga có thể thắng trong cuộc xung đột này nếu không có sự trợ giúp tài chính và quân sự liên tục từ Mỹ. Tuyên bố đó tưởng chừng như khó xảy ra thì vào hôm 7 tháng 10, xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát tại Trung Đông. Các nguồn lực của Mỹ và phương Tây nhanh chóng đổi hướng dành cho Tel Aviv thay vì Kiev. Điều này kết hợp với những thất bại trên chiến trường phản công và sự thất vọng của chính giới Mỹ và châu Âu với Ukraine đã khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thông tin về việc Kiev có thể sẽ không có các gói viện trợ lớn mới từ Mỹ đã được người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đưa ra trong buổi họp báo ngày 11 tháng 10. Washington cảnh báo rằng các nguồn lực hỗ trợ Ukraine đang cạn kiệt. Theo đó, Mỹ cam kết sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng các nguồn lực của nước này đang tiến gần đến giới hạn khả năng của mình bởi việc Washington gián tiếp tham gia cùng lúc vào hai cuộc xung đột. Vấn đề tài chính cho Ukraine, chúng ta đang tiến đến thời điểm không có đủ nguồn tài chính cần thiết, ông John Kirby tuyên bố. Chính quyền Mỹ đang tính toán khả năng việc kết hợp hỗ trợ cho Israel và Ukraine. Cần lưu ý rằng Washington đang xem xét khả năng kết hợp nguồn tài trợ của Tel Aviv và Kiev vào một dự luật. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Mỹ, thành viên Đảng Cộng hòa Josh Hawley kêu gọi gửi cho Israel tất cả số tiền dự kiến viện trợ dành cho Ukraine. Theo nhà khoa học chính trị Nga Dmitry Rodionov, nếu cuộc xung đột Israel-Hamas được giải quyết nhanh chóng, sẽ không có gì thay đổi đối với Kiev. Nhưng một khi cuộc xung đột kéo dài vài tháng, Ukraine có thể gặp vấn đề. Trong trường hợp này, Kiev sẽ không nằm trong danh sách ưu tiên. Một lượng lớn vũ khí và viện trợ khác sẽ được chuyển đến Trung Đông, chuyên gia này dự báo. Chúng tôi có rất nhiều nỗi sợ hãi, chúng tôi có tiền, chúng tôi có vũ khí, nhưng chúng tôi đang ở giai đoạn cuối, cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Không chỉ có viện trợ quân sự, theo ông Apti Alaudinov, chỉ huy đặc nhiệm Amad của Chechnya, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây cũng như lính đánh thuê nước ngoài dường như đã rời khỏi Ukraine trong âm thầm. Tình hình xấu đi đối với Kiev còn được ông Oleksiy, người từng là cố vấn kinh tế cho hai đời Tổng thống Ukraine, Leonid Karachuk và Leonid Kukma, chia sẻ trên trang YouTube cá nhân rằng Ukraine đang cạn kiệt vũ khí và tài chính để duy trì chiến đấu, đồng thời nguồn viện trợ mới từ các nước phương Tây có thể bị cắt trong bối cảnh xung đột ở Israel. Bản thân Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình của Romania, ông nói, đây là phần cuối của cuộc xung đột, chứ không phải giai đoạn nữa. Chúng tôi có rất nhiều nỗi sợ hãi. Chúng tôi có tiền, chúng tôi có vũ khí, nhưng chúng tôi đang ở giai đoạn cuối, cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Nhà lãnh đạo Ukraine tin tưởng rằng cuối cùng Nga sẽ phải rút quân, song ông không đưa ra một mốc thời gian cụ thể. Chúng tôi đang phản công và tôi biết chắc rằng Nga sẽ phải rút hết quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Tôi nghĩ tôi biết đó là khi nào, nhưng tôi không thể tiết lộ ở đây, ông nói. Tổng thống Zelensky phàn nàn rằng sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với cuộc xung đột Ukraine đã giảm đi do tình hình ở Israel. Ông cho rằng những tình huống như vậy có thể gây ra hậu quả cho Kiev và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, vì nếu Ukraine không có sự hỗ trợ này, thời gian sẽ đứng về phía Nga. Để nhận xét về tình hình Ukraine hiện tại thì có thể tóm gọn trong một câu châm ngôn, bất hạnh của người này nhưng là hạnh phúc của người khác. Điều này giúp giải thích tại sao Moscow và quân đội Nga nhanh chóng có những phản ứng gần như tức thì trên chiến trường. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là tại sao Nga lại tung đòn phản công ở thời điểm hiện tại, khi mùa đông ở Ukraine đang tới gần. Khi xét về thế và lực của Nga, chúng ta dễ dàng hiểu được Moscow đã nhận thấy thời cơ chín muồi chợt đến khá bất ngờ do cuộc xung đột Israel-Hamas. Xét về thế, phòng tuyến Surovikin đã giúp quân đội Nga gây tổn thất đáng kể cho phía Ukraine, đặc biệt là các đơn vị cơ động và tinh nhuệ được NATO đào tạo và trang bị. Lực lượng của Kiev đã mất số lượng lớn trang thiết bị hiện đại khi lao vào bãi mìn và hỏa lực dày đặc trước và trong tuyến phòng thủ kiên cố của Nga. Moscow bằng phương pháp chậm và chắc đã giành lại thế chủ động trên chiến trường khi có thể lựa chọn địa bàn cũng như thời điểm nổ súng để giành lợi thế. Một điều quan trọng hơn chính là tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine đang xuống thấp sau gần 5 tháng phản công bất thành và thiệt hại nặng. Trong khi đó, binh sĩ Nga dường như đang có tinh thần chiến đấu tốt. Không khó để nhận ra điều này qua những hình ảnh về binh sĩ Nga kiên cường phòng thủ trước các đợt tấn công áp đảo từ phía Ukraine, hay kỳ tích 1/8 của kíp xe tăng T-80BVM Nga tại mặt trận Zaporizhzhia. Xét về lực, từ đầu năm 2023 tới nay, quân đội Nga đã tích lũy được nguồn lực đáng kể về cả nhân lực và vật lực, với khoảng gần 500.000 binh sĩ và lực lượng tình nguyện, cùng với khối lượng lớn trang bị khí tài, đạn dược từ ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, lẫn từ các nguồn cung cấp khác. Một yếu tố quan trọng khác, khả năng tác chiến trong mùa đông, được cho là lợi thế của Nga nhờ những kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy qua nhiều cuộc chiến trong quá khứ và tự chủ được nguồn lực hậu cần. Chính vì những lợi thế về thời cơ, thế và lực nói trên, quân đội Nga đã mở đợt phản công quy mô tương đối lớn nhưng có thể kết thúc sớm ngay khi những đợt giá rét mùa đông đến, tức là giao tranh sẽ bùng nổ ác liệt trong vài tuần tới. Cục diện chiến trường từ đầu cuộc phản công của Ukraine tới nay, Nga luôn duy trì thế công Bắc thủ Nam, khiến Ukraine phải dàn trải nguồn lực để đối phó. Tuy nhiên hiện nay thời cơ đã đến, Moscow đang có những bước đi bất ngờ khi mở một đợt tấn công trên toàn mặt trận dài cả nghìn km để kéo giãn tuyến phòng thủ của Ukraine. Không khó để nhìn ra hình bóng của học thuyết tác chiến thọc sâu trứ danh của Hồng quân Liên Xô trên mặt trận. Hàng loạt mũi tấn công được Nga tung ra ở Nam Donetsk và hướng Kupian. Sau khi đạt được mục tiêu về kéo giãn phòng tuyến Ukraine, mũi tấn công chủ lực đã hình thành với mục tiêu cô lập hoàn toàn thành phố chiến lược Adika. Dù có nắm được hay không thì đòn tấn công của Nga đã khiến giới chức quân sự Ukraine lúng túng, và với nguồn lực hạn chế, khả năng đối phó của Kiev với tình huống này là rất chậm chạp. Chuyên gia Oleksiy nhận định rằng quân đội Nga đang tiến vào khu vực Avdiivka, Donetsk và Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Yaluny cùng các tướng lĩnh khó có thể đáp trả. Cuộc tấn công của Nga đang diễn ra ở khu vực Kupian và giờ họ đã quyết định giáng một đòn nặng nề vào khu vực Avdiivka, ông nói. Đánh giá về hướng tấn công mới, các chuyên gia quân sự Nga Anatoly Mavichuk và Viktor Lotukin cho biết việc kiểm soát vùng lãnh thổ này sẽ mở toang con đường tiến tới thành phố chiến lược Kramatorsk, và là bước tiến quan trọng đẩy Ukraine ra khỏi vùng Donbass. Cuộc tấn công của Nga đang diễn ra ở khu vực Kupian và giờ họ đã quyết định giáng một đòn nặng nề vào khu vực Avdiivka. Avdiivka là thành trì mà Ukraine đã chuẩn bị trong 8 năm, nó mang tính chiến lược và quan trọng xét từ quan điểm phòng thủ của toàn bộ khu vực trên hướng Kramatorsk. Thứ hai, trong khu vực này có các trận địa pháo binh liên tục nã hỏa lực vào thành phố Donetsk. Khi giành được Avdiivka, Nga đang đẩy đối phương ra khỏi Donetsk và đảm bảo an toàn cho người dân. Thứ ba, kiểm soát khu vực này cho phép quân đội Nga tiến lên phía trước, chuyên gia Anatoly Mavichuk giải thích. Cùng quan điểm, ông Viktor Lotukin nói thêm rằng giành quyền kiểm soát thành phố sẽ giúp kiểm soát các vùng lãnh thổ mới ở vùng Donetsk. Chúng ta kiểm soát Avdiivka càng sớm thì chúng ta sẽ tiến tới Kramatorsk và nhiều khu vực khác ở Donetsk. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các vụ pháo kích vào thành phố Donetsk sẽ chấm dứt. Trong khi đó, các binh sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 105 của vùng Donetsk đã tuyên bố quân đội Nga cũng mở cuộc phản công từ xuân phía Nam theo hướng tương tự, thừa nhận rằng tình hình đang tiến tới việc tạo ra một nồi hầm mang tên Avdiivka. Như vậy, đòn tấn công của quân đội Nga nhằm bao vây rồi từng bước giành lại thành phố chiến lược này chính là xé toang tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine tại Donbass. Tuy nhiên, dường như họ sẽ không công phá trực diện vào Avdiivka mà có thể biến nó thành một 31 thứ hai để tiêu hao nguồn lực của Kiev, nhất là trong mùa đông. Hơn thế nữa, khi tuyến phòng ngự bị co kéo trong bối cảnh nguồn lực có hạn, Ukraine sẽ tiếp tục bộc lộ các điểm yếu ở nhiều mặt trận khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu quân đội Nga quyết tâm khép túi ở Rabotini hay là Sever, đẩy mạnh tấn công để kiểm soát hoàn toàn bờ phải sông Oskol ở vùng Lugan? Những đòn tấn công liên hoàn này có thể kết thúc ngay khi mùa đông tới, khiến Ukraine không thể phản công và quân đội Nga có thời gian củng cố công sự trận địa. Nếu điều đó xảy ra, thì cơn ác mộng của Ukraine đang đến rất gần. Nga-Mỹ đồng loạt có động thái hạt nhân gây lo ngại. Bộ Năng lượng, cơ quan giám sát kho dự trữ hơn 5.000 vũ khí hạt nhân của Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra vào hôm 18 tháng 10 theo giờ địa phương ở miền Nam Nevada đã sử dụng hóa chất và đồng vị phóng xạ để có thể giúp cơ quan này phát hiện các vụ nổ nguyên tử ở các quốc gia khác. Mặc dù cuộc thử nghiệm là hợp pháp nhưng lại xảy ra vào thời điểm đáng chú ý, diễn ra ngay sau khi Nga tuyên bố sẽ không còn tuân thủ hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện nhằm cấm các vụ nổ hạt nhân. Hiệp ước này chưa bao giờ có hiệu quả pháp lý, mặc dù Nga và Mỹ đều tuân thủ các quy định liên quan kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Các quan chức Mỹ cho rằng cần phải minh bạch hơn vì mặc dù các nước không thử nghiệm đầu đạn, nhưng họ tiến hành cái gọi là thí nghiệm cận tới hạn, các vụ nổ sang mình thiết kế vũ khí mà không cần lượng vật liệu nguyên tử cần thiết để duy trì phản ứng dây chuyền. Những vụ nổ nhỏ hơn đó vẫn có thể được các trạm địa chấn nhạy cảm phát hiện và làm dấy lên nghi ngờ giữa các đối thủ. Darin Kimball, giám đốc điều hành của Cơ quan Kiểm soát Vũ khí cho biết, vì Nga đang cáo buộc Mỹ chuẩn bị cho các vụ nổ hạt nhân không tuân thủ và Mỹ cũng đã cáo buộc Nga điều tương tự, nên cả hai ngồi xuống các bàn thảo luận để xây dựng lòng tin với đối phương. Giới phân tích lo ngại rằng những hành động như cuộc thử nghiệm tuần này của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ có thể bị hiểu sai và dẫn đến leo thang hơn nữa, đặc biệt là trong bối cảnh sự thù địch sâu sắc giữa Mỹ và Nga ngày càng trầm trọng hơn do cuộc chiến ở Ukraine. Pavel Povich, người theo dõi lực lượng hạt nhân của Nga tại Viện Nghiên cứu Giải trừ Vũ khí của Liên Hiệp Quốc ở Nevada, dự báo, trong vài ngày tới, Điện Kremlin có thể nói rằng người Mỹ đang tiến hành các cuộc thử nghiệm và chúng tôi không có cách nào xác minh những cuộc thử nghiệm này không phải là hạt nhân. Đó sẽ là một bước leo thang hơn nữa. Cả hai chuyên gia Kimball và Povich đều nhất trí về một giải pháp tạm thời là cho phép các nhà quan sát độc lập thu thập dữ liệu về những vụ thử hạt nhân tới hạn. Đội ngũ thanh sát viên của Tổ chức Hiệp ước Cấm Thử nghiệm có trụ sở tại Vienna sẽ là một lựa chọn hợp lý, nhưng hiện vẫn còn bị hạn chế về khả năng thực hiện điều đó. Robert Floyd, thư ký điều hành của Tổ chức Hiệp ước cho biết trong một tuyên bố qua email rằng việc Nga hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân là vô cùng đáng tiếc, khi nhấn mạnh rằng Hiệp ước dự kiến mang đến nhiều biện pháp xây dựng lòng tin khác nhau. Trong khi Mỹ sẽ cố gắng giảm thiểu rủi ro với Nga, thì nước này được cho rằng cũng cần chuẩn bị một tương lai khi mà các hiệp ước kiểm soát vũ khí chính thức khó hoặc là không thể đạt được. Một báo cáo Quốc hội cấp cao về vị thế chiến lược của Mỹ được xuất bản vào tuần trước nêu rõ. Ukraine gồng mình tại Bakhmut thứ hai, đề phòng Nga mở đợt tấn công mới. Chúng tôi phải lường trước được việc sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa, Thiếu tá Maxim Morozhov, chỉ huy một đơn vị cảnh sát đặc biệt tại Adika, nói với AFP tại Poros, cách Adika khoảng 40 km. Chúng tôi biết rằng người Nga đã tích lũy kho dự trữ khổng lồ cả về nhân sự và vũ khí. Avdiivka đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine kể từ năm 2010, sau khi nơi này thoáng chốc rơi vào tay lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn. Tuần trước, Ukraine cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố này, nằm cách Donetsk do Moscow kiểm soát chỉ 15 km. Vào sáng ngày 10 tháng 10, hàng chục xe tăng và xe bọc thép của Nga tiến về Avdiivka từ phía Nam, Bắc và Tây Bắc, trong làn hỏa lực yểm trợ của pháo binh, trực thăng và máy bay chiến đấu. Thiếu tá Morozhov cho biết cuộc tấn công lớn của Nga là cú sốc đối với mọi người. Riêng ngày hôm đó, thành phố này hứng chịu tới 50 cuộc không kích. Ông Yuri Stepa, 55 tuổi, đang ở trong chiến hào phía tây bắc thành phố khi lực lượng Nga xung phong. Chúng tôi mau chóng biết rằng khí tài quân sự của Nga đang đến vì có thể nghe âm thanh từ cách đó 5 đến 7 km. Stepa, chỉ huy một nhóm hỗ trợ hỏa lực trong lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine cho biết. Đeo kính bảo hộ màu vàng và đội mũ lưỡi chai, Stepa khoa tay múa chân khi nhớ lại cuộc tấn công của Nga. Phía chúng tôi bắt đầu khai hỏa về phía đối phương, pháo binh đã phát huy tác dụng hiệu quả, người Nga đã không thành công. Nhưng khi có tới 30-40 xe, tình hình vẫn khá khó khăn. Ông kể, cứ khoảng 15 phút lại có máy bay và cứ 3-5 phút lại có trực thăng. Phía Nga chỉ có thể chiếm được vài km vuông trong cuộc tấn công này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Hoa Kỳ cho biết Nga có thể đã mất ít nhất một lượng xe bọc thép trị giá của nhóm chiến thuật tiểu đoàn trong các hoạt động tấn công xung quanh Avdiivka. Avdiivka được xây dựng xung quanh nhà máy than cốc khổng lồ, có dân số trước cuộc xung đột khoảng 30.000 người. Hiện ở đây vẫn còn khoảng 1.600 người, theo chính quyền địa phương. Các binh sĩ của Nga như vô tận. Ở trung tâm thành phố, các đợt pháo kích và oanh tạc hàng ngày của Nga kể từ tháng 3 đã phá hủy một phần hoặc toàn bộ nhiều dãy nhà lớn. Ông Morozhov cho biết những cư dân còn lại đã chuyển hẳn xuống sống dưới các tầng hầm. Con đường cung cấp viện trợ nhân đạo đã bị gián đoạn kể từ ngày 10 tháng 10. Lượng thực phẩm, nước uống, thuốc men và đồ vệ sinh tích lũy dưới tầng hầm chắc chắn đủ dùng trong một tháng. Ông nói thêm, Ukraine đang duy trì quyền kiểm soát đối với con đường duy nhất dẫn vào thành phố từ phía Bắc, theo ông Morozhov. Người Nga đã không thể chiếm được các cao điểm, ông nói. Ông Stepa cho biết, trong cuộc tấn công của Nga hồi đầu tháng này, binh sĩ Ukraine đã đào hào sâu 2 mét trên một cánh đồng để phòng thủ. Chúng tôi lắp đặt lưới chống máy bay không người lái sau khi chọn được vị trí để tấn công tập trung. Họ khai hỏa mọi thứ vào đó, súng cối, lựu đạn, máy bay không người lái cảm tử, ông Stepa kể. Ông nói thêm rằng lính Nga thường bò theo nhóm nhỏ, không có áo chống đạn, không có mũ bảo hiểm, chẳng có gì. Cấp phó của ông Stepa, Anatoly Mogila, 53 tuổi, lo ngại rằng Nga chắc chắn sẽ tiến hành một đợt tấn công mới vào thành phố. Cho rằng sự thật là Ukraine đã hết thời gian trong cuộc phản công chống lại Nga, Frederick Martin, nhà phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hagi nhấn mạnh, tôi e rằng bây giờ chúng ta nên thừa nhận rằng Ukraine đã không còn cơ hội giành được lãnh thổ đáng kể và quan trọng trong mùa hè này. Ông Frederick Martin, mục tiêu của Ukraine trong cuộc phản công chống lại Nga, phá vỡ cầu đất liền tới Crimea của Moscow, có thể bất khả thi trong mùa đông, và mùa đông của Ukraine lầy lội vì mưa, tuyết và bùn. Mục tiêu này trong cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã không thành công, ông Martin nhấn mạnh. Vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine mà Nga kiểm soát từ năm 2014, bao gồm các khu vực Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine. Nga đã sát nhập các vùng lãnh thổ này nhưng không hoàn toàn kiểm soát chúng và đã mất quyền kiểm soát một số ngôi làng vào tay Kiev trong vài tháng giao tranh vừa qua. Cắt đứt cầu đất liền và cô lập bán đảo Crimea được kỳ vọng sẽ là một chiến thắng quan trọng đối với Ukraine và được coi là một trong những mục tiêu chính của cuộc phản công. Kiev đã hy vọng có thể mở một con đường dẫn xuống Tokmak do Nga kiểm soát, đi tới Melitopol trước khi đến biển Azov. Ông Oleksiy Gorchenko, một thành viên Quốc hội Ukraine cũng thừa nhận, chỉ còn vài ngày trước khi thời tiết ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn và chắc chắn việc ở trong chiến hào sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều so với mùa hè. Ông nói với Newsweek rằng nhiều binh sĩ của Kiev đã chiến đấu và sống trong chiến hào gần 20 tháng, họ kiệt sức và mệt mỏi. Gorchenko nói, đây sẽ là một mùa đông rất khắc nghiệt, chúng ta cần phải thừa nhận sự thật. Vladimir Omelian, một đại úy quân đội Ukraine và cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng, nói với Newsweek rằng vẫn có thể xảy ra giao tranh ở phía Nam và phía Đông trong mùa lầy lội, nhưng đó sẽ là một thách thức lớn. Ông nhấn mạnh, thật khó để dự đoán các hoạt động của Ukraine sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nói thêm rằng Ukraine dù sao cũng rất biết ơn những người phương Tây kiên định ủng hộ Ukraine. Gorchenko nói rằng Kiev đang đi trên dây để đạt được những tiến bộ rất cần thiết và bảo toàn lực lượng đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhưng đã quá mệt mỏi và kiệt sức của mình. Theo các nguồn tin của Nga, các lực lượng Ukraine đã vượt sông Dnipro và thiết lập một vị trí ở bờ đối diện. Cùng lúc đó, Kiev cũng đã tiến vào lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Một số chuyên gia quân sự cho rằng quân đội Ukraine đã thiết lập một vị trí chiến lược nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trấn Poyma và tiến về phía bắc tới thị trấn Pichanika gần đó. Theo đó, các đơn vị của hai lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine đã tiến vào đất liền tới các thị trấn Poyma và Pichanika và bắt đầu củng cố lực lượng tại đây. Ukraine đã có được một vị trí ở khu vực do Nga kiểm soát sau một chiến dịch tấn công liên tục bằng pháo binh và máy bay không người lái. Trong khi đó, một đoạn video ghi lại cảnh trên chiến trường cho thấy pháo binh Nga đang nhắm mục tiêu vào lực lượng Ukraine gần một cây cầu đường sắt ở tả ngạn sông Dnipro. Qua đoạn video, không rõ liệu Ukraine có thể thiết lập sự hiện diện lâu dài trong khu vực hay không. Một đoạn video khác lại cho thấy lực lượng Ukraine đang di chuyển khỏi khu vực giao tranh ban đầu và quay trở lại nơi an toàn hơn gần cầu Antonivka. Chuyên gia Nga Vladimir Rogov cho biết tình hình xung quanh khu vực gần như không có gì thay đổi khi cả Nga và Ukraine vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Blogger quân sự người Nga Vladimir Kulikovsky vào ngày 18 tháng 10 cho hay cuộc vượt sông Dnipro của thủy quân lục chiến Ukraine diễn ra trước 3 ngày bắn pháo dữ dội nhắm vào các vị trí của Nga ở tả ngạn sông Dnipro. Theo ông Kulikovsky, các máy bay không người lái của Nga đã phá hủy những chiếc thuyền mà Ukraine sử dụng để băng qua sông Dnipro. Lực lượng mặt đất của Nga đã ngăn chặn quân đội Ukraine, thiết lập hoàn toàn vị trí trong khu vực. Theo ông Rogov, các đội trinh sát Ukraine cũng đã đổ bộ bằng thuyền và đang tập trung ở làng Karinok và trên đảo Kajatsky. Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết quân đội nước này chặn 4 nhóm trinh sát Ukraine vượt sông Dnipro. Nỗ lực của đối phương nhằm giành chỗ đứng ở bờ đông không mang lại kết quả gì. Các đơn vị của Nga đã khiến đối phương chịu tổn thất nặng nề và thất bại lớn. Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Sando thông báo. Để tiến hành một cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, Ukraine sẽ phải thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ qua sông Dnipro vì tất cả các tuyến đường chính đã bị phá hủy. Hoạt động đổ bộ của Ukraine có rủi ro cao nhưng cũng có thể mang lại lợi ích cho Kiev. Nếu thành công, Ukraine sẽ có cơ hội tiến gần đến bán đảo Crimea và vượt qua các công sự của Nga ở Zaporizhzhia, công ty tư vấn quân sự Roshan Consulting nhận định. Theo Telegraph, bất kỳ nỗ lực nào nhằm thực hiện kế hoạch trên của Ukraine cũng có thể sẽ lặp lại các chiến thuật mà lực lượng nước này đã sử dụng ở phía đông khu vực Zaporizhzhia và Donetsk. Các nhà phân tích phương Tây đánh giá Ukraine đang nỗ lực tiến về phía bờ Biển Đen nhằm xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga và mở ra một tuyến đường mới hướng tới Crimea. Mới đây nhất, Ukraine đã nhận được hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp. Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công phá hủy 9 máy bay trực thăng của Nga ở miền đông Ukraine. Các nhà bình luận Nga cho rằng với các hệ thống ATACMS được triển khai trên chiến trường, Ukraine sẽ tìm cách tấn công vào vùng lãnh thổ ở Tà Ngạn để nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần phía sau tiền tuyến của Nga. Thông tin về việc mở rộng vùng lãnh thổ kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine trên bờ sông Dnipro cho thấy kế hoạch tạo ra một vị trí chiến lược đối với các hành động tiếp theo. Kênh Tumayo trên kênh Telegram cho hay. Kênh này cho biết một yếu tố mới trên chiến trường là sự xuất hiện của ATACMS, tên lửa tầm xa mà Ukraine đã sử dụng để tấn công vào các sân bay trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Berdyansk và Lugansk. Ở giai đoạn tiếp theo, Ukraine có thể cố gắng tiến hành các cuộc tấn công nghi binh để tiếp cận các khu vực ở phía nam, cũng như các cuộc đột kích quy mô lớn bằng UAV. Chuyên gia chỉ ra điểm hạn chế trên tên lửa ATACMS biến thể chứa đạn chùm mà Mỹ viện trợ cho Ukraine trong nỗ lực xuyên phá phòng tuyến Nga. Cả Mỹ và Ukraine đã xác nhận Washington đã cung cấp cho Kiev tên lửa ATACMS có tầm tấn công là 165 km. Ukraine tuyên bố đã sử dụng tên lửa này tấn công 2 căn cứ ở các khu vực Nga đang kiểm soát, phá hủy 9 trực thăng, kho đạn và thiết bị quân sự của đối phương. Theo nguồn tin từ giới chức phương Tây, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine tên lửa ATACMS phiên bản M-39 có chứa đạn chùm bên trong. Khi khai hỏa một quả tên lửa, gần 1.000 quả đạn nhỏ phía trong sẽ phân tán ra, gây thiệt hại trên một khu vực rộng lớn. Đây được xem là lý do mà M-39 có thể tàn phá trên diện rộng, phá hủy các mục tiêu của đối phương như hệ thống pháo, tổ hợp phòng không, kho vũ khí. Với M-39, Ukraine có thể tấn công sâu hơn vào khu vực mà Nga kiểm soát. Tuy nhiên, theo Forbes, M-39 vẫn có những điểm thiếu sót, ví dụ như nó khó có thể phá hủy các phương tiện chiến đấu được bảo vệ kiên cố của đối phương. Do M-39 ưu tiên tấn công trên diện rộng bằng cách bung các quả đạn nhỏ bên trong ra, nên sức công phá của mỗi quả là chưa đủ để gây thiệt hại nặng cho xe tăng. M-39 nặng 2 tấn, dài gần 4 mét với động cơ tên lửa rắn và đầu đạn chứa 950 quả đạn con M74. Nó có thể được bắn ra bằng hệ thống hỏa lực HIMARS hoặc M270. Lục quân Mỹ có hàng trăm quả M39 đã hết hạn hoặc là sắp hết hạn. Trước đó, nhiều chuyên gia kêu gọi Mỹ viện trợ những quả tên lửa này cho Ukraine và Washington đã âm thầm thực hiện việc này. Động thái dường như khiến Nga gặp bất ngờ chiến thuật. Fighter Bomber, kênh Telegram do một cựu phi công Nga vận hành, không nêu rõ số lượng trực thăng của Moscow đã bị phá hủy, nhưng nhận định vụ tấn công vào sân bay quân sự ngày 16-17 tháng 10 của Ukraine là một trong những vụ tập kích nghiêm trọng nhất từ đầu chiến sự tới nay với Nga. Thiếu tá quân đội Mỹ James Houghton cho hay M-39 và đạn con M-74 có hiệu quả cao khi tấn công các mục tiêu trên diện rộng. Khi va chạm và phát nổ, mỗi quả M-74 sẽ vỡ thành nhiều mảnh thép tốc độ cao, có thể phá hủy lốp xe tải, đạn tên lửa, xe có vỏ mỏng và anten radar, ông Houghton cho hay. Nhưng ông cho rằng một đội quân không nên lãng phí tên lửa M-39 trị giá hàng triệu đô la cho một trung đoàn xe tăng vì các quả đạn con này không hiệu quả với xe bọc thép. Không phải vô cớ mà vào cuối những năm 1990, quân đội Mỹ đã phát triển một phiên bản của tên lửa ATACMS có thể mang theo 13 loại đạn chống tăng dẫn đường. Cuối cùng vì vấn đề kinh phí, Mỹ đã tạm gác lại dự án. Mặc dù vậy, theo Forbes, với M-39, Ukraine được cung cấp khả năng phá hủy trên diện rộng vũ khí khí tài Nga. Điều này có thể buộc phía Moscow bố trí lại vũ khí khí tài quân sự, kho đạn ra xa tiền tuyến hơn nữa, đồng thời không tập trung nhiều thiết bị vào một khu vực, tránh bị phá hủy số lượng lớn nếu M-39 tấn công. Tờ The Hill đưa tin, Nga đã triển khai thêm lực lượng vào trận đánh giành quyền kiểm soát thị trấn Adika ở miền đông Ukraine sau khi phát động cuộc tấn công lớn chưa từng có vào khu vực này cuối tuần qua. Nga đã phát động một cuộc tấn công vũ trang tổng hợp vào Adika, triển khai lực lượng không quân và các phương tiện trên mặt đất để hỗ trợ bộ binh. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đây là cuộc tấn công quan trọng nhất của Nga kể từ đầu năm đến nay. Theo các quan chức tình báo Anh, Nga đã triển khai nhiều tiểu đoàn thiết giáp để bao vây thị trấn, nhưng họ vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể, trong khi chịu tổn thất lớn về nhân sự và trang thiết bị hạng nặng. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Nga vào ngày 16 và 5 cuộc tấn công khác vào ngày 17 tháng 10. Nga hiện chưa lên tiếng về các tuyên bố trên. Việc Nga phát động cuộc tấn công vào Adika là điều bất ngờ khá lớn vì Moscow đã giữ thế phòng thủ kể từ khi Ukraine phát động cuộc phản công vào mùa hè ở khu vực Zaporizhzhia, phía đông nam và xung quanh thành phố Bakhmut ở phía đông. Adika mang tầm quan trọng biểu tượng lẫn chiến lược, Nga đã nhiều lần tìm cách kiểm soát thị trấn này kể từ khi xung đột nổ ra. Các blogger người Nga đã đưa tin về những bước tiến ngày càng gia tăng của quân đội Nga xung quanh Adika. Họ cho rằng Nga đang đạt được tiến bộ xung quanh vùng ngoại ô phía Tây và phía Nam của thành phố, đồng thời siết chặt vòng vây đối với lực lượng Ukraine. Ukraine thông báo Nga triển khai 17 tên lửa và UAV các loại trong đòn tập kích ban đêm, thừa nhận chỉ chặn được 4 quả đạn. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine hôm nay thông báo Nga đã triển khai 17 vũ khí các loại để tập kích loạt tỉnh thành trên khắp nước này vào đêm ngày 18 tháng 10, bao gồm 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 1 tên lửa phòng không S-300, 1 tên lửa dẫn đường Kh-59 phóng từ máy bay, 1 tên lửa hành trình chưa rõ loại và 9 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed 136-131. Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không của họ đánh chặn được 4 mục tiêu, tương đương gần 25% số vũ khí được Nga triển khai, gồm 3% UAV tự sát và 1 tên lửa Kh-59. Nhiều địa điểm tại tỉnh Donetsk, Mykolaiv, Sumy, Dnipro và Zaporizhzhia đã bị tập kích. Hậu quả của đòn tấn công sẽ được chính quyền các địa phương thông báo sau, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho hay. Igor Kanchenko, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Sumy ở miền Bắc Ukraine, nói rằng một cơ sở hạ tầng ở thành phố thủ phủ cùng tên đã bị hư hại, nhưng không tiết lộ địa điểm trúng đòn tập kích. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga gần đây tăng cường dùng tên lửa và UAV tập kích mục tiêu Ukraine trong bối cảnh nguồn viện trợ của phương Tây cho Kiev gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các tổ hợp phòng không. Không quân Ukraine hồi đầu tháng dự báo Nga sẽ mở những đợt tập kích UAV kỷ lục trong mùa đông nhằm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng đối phương. Bất chấp Kiev tìm cách tăng cường năng lực phòng không, các quan chức nước này vẫn lo ngại nguy cơ cắt điện và nước nóng tái diễn khi lưới điện chưa được phục hồi hoàn toàn. Đàm phán hòa bình với Ukraine chỉ có thể bắt đầu khi Kiev dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay. Nếu Ukraine thực sự muốn tham gia vào tiến trình đàm phán, thì điều đầu tiên là họ phải thu hồi lệnh cấm đàm phán của Tổng thống Zelensky. Tổng thống Putin nói sau chuyến thăm Trung Quốc để dự diễn đàn Vành đai và Con đường. Tổng thống Nga cũng gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 10. Thủ tướng Hungary cho biết phản hồi của Tổng thống Putin về câu hỏi của ông liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Ukraine không mấy hứa hẹn. Ông Putin cho biết, tôi không nghĩ ông ấy, tức là Thủ tướng Orbán, thiếu sự lạc quan. Tuy nhiên, quan điểm của tôi về cuộc trao đổi của chúng ta đã rõ ràng, không có bí mật nào ở đây. Khi được hỏi liệu có bất kỳ triển vọng nào cho giải pháp hòa bình hay không, tôi đã lặp lại điều tôi đã nói nhiều lần trước đó. Chúng tôi nghe được rằng Ukraine dường như sẵn sàng tham gia vào một hình thức đàm phán, thậm chí là các quan chức chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại từng nói về yêu cầu cần đánh bại chiến lược Nga trên chiến trường. Nay cũng đã đổi giọng và kêu gọi giải quyết các vấn đề qua đàm phán hòa bình, Tổng thống Putin nhấn mạnh. Theo nhà lãnh đạo Nga, đây là sự thay đổi theo hướng tốt hơn, đưa chúng ta vào con đường đúng đắn. Đó là điều mà Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã nói. Ông ấy xứng đáng với sự khen ngợi này. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Các biện pháp cụ thể cần được thực hiện nếu có bất kỳ mong muốn đàm phán thực tế nào. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng đến nay chưa có cơ sở để khởi động những cuộc đàm phán như vậy. Từ đàm phán đang được nghe ngày càng thường xuyên hơn, ông Peskov nói. Theo ông, Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần giải thích lập trường của phía Nga, đó là chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng đàm phán, nhưng cũng khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại chưa có cơ sở để nối lại những cuộc đàm phán như vậy. Trong khi đó, hồi cuối tháng 8 năm 2023, ông Mikhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky cho biết, đàm phán với Nga là điều hoàn toàn không thể xảy ra cho tới khi tình hình chiến trường thay đổi. Nga đã tuyên bố trong nhiều tháng qua rằng nước này sẵn sàng tìm kiếm tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Moscow cũng chỉ ra rằng việc Kiev và phương Tây thiếu mong muốn tham gia vào tiến trình ngoại giao khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hành động để đạt được mục tiêu ở Ukraine. Bầu cử Ba Lan khép lại với chiến thắng của Donald Tusk, người luôn ủng hộ Ukraine, trước phe cực hữu vốn thể hiện sự cứng rắn với Kiev gần đây. Cục diện chính trường Ba Lan sau tổng tuyển cử trở nên rõ ràng sau khi Ủy ban bầu cử ngày 18 tháng 10 công bố kết quả cuối cùng, xác nhận Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền đã đánh mất thế đa số tại Quốc hội khi chỉ giành được 35,38% số phiếu bầu, tương đương 190 ghế trong tổng số 460 nghị sĩ. Đảng dẫn đầu phe đối lập là Liên minh Công dân của ông Donald Tusk, cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cùng hai đồng minh là Đảng Con đường thứ ba và Tân Cánh Tả giành được khoảng 250 ghế đại biểu. Theo quy định, các liên minh giành được quá bán số ghế đại biểu Quốc hội Ba Lan sẽ được quyền lập chính phủ mới. Với kết quả này, PS đã đánh mất quyền lực đã nắm giữ 8 năm qua, nhưng lại quyền thành lập chính phủ cho liên minh ba đảng đối lập có lập trường chính trị trung dung và thiên tả, khi họ trở thành phe đa số mới trong Quốc hội Ba Lan. PS không lôi kéo được đảng nào khác để lập vì những bất đồng sâu sắc về lập trường chính trị thiếu thân thiện với một số giá trị chung của Liên minh châu Âu EU về kiểm soát quyền lực, hệ thống tư pháp và luật chống phá thai. Đảng cực hữu Liên hiệp Tự do và Độc lập chỉ giành được 7,16% phiếu bầu, từ đầu đã tuyên bố không có ý định tham gia liên minh với PS, ngay cả khi đảng này đổi ý, họ cũng không thể giúp PS giành lại thế đa số để thành lập chính phủ. Giới quan sát cho rằng kết quả bầu cử này có thể giúp Kiev thở phào nhẹ nhõm về tương lai quan hệ với Warsaw, trong bối cảnh chính phủ Ba Lan dưới thời PS thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn với Ukraine. Trong giai đoạn đầu chiến sự, Ba Lan là một trong những bên ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất, nhưng trong vài tháng qua, PS bỗng nhiên quay ngoắt lập trường với Kiev. Thủ tướng Morawiecki ủng hộ tẩy chay nông sản Ukraine và tuyên bố ngừng bơm thêm vũ khí cho Kiev. Tổng thống Andrzej Duda, đồng minh của đảng cầm quyền, so sánh Ukraine với người đang chết đuối, ám chỉ Kiev nên trân trọng hơn sự hỗ trợ từ Warsaw. Mỹ chuyển đạn pháo viện trợ cho Ukraine sang Israel. Mỹ sẽ cung cấp cho Israel hàng chục nghìn quả đạn pháo vốn ban đầu được dành cho Ukraine khi Tel Aviv dự kiến thực hiện các cuộc tấn công trên bộ vào Gaza. Trang Axios của Mỹ hôm nay đưa tin Mỹ sẽ cung cấp cho Israel hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm vốn ban đầu được dành cho Ukraine. Quân đội Israel được cho là đã thông báo với Lầu Năm Góc rằng họ cần đạn pháo để chuẩn bị cho một cuộc tấn công chuyên bộ vào Gaza. Mỹ duy trì một kho đạn dược tại một cơ sở ở Israel, nơi chỉ lực lượng Mỹ mới được tiếp cận. Đầu năm nay, Mỹ bắt đầu lấy đạn từ cơ sở này và một kho đạn dự trữ khác ở Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu lớn về đạn dược của Ukraine. Các quan chức Israel xác nhận thông tin với Axios, cho biết thêm rằng lô đạn trên sẽ đến tay lực lượng phòng vệ nước này trong ít tuần tới. Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Tel Aviv và có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu sau đó tiết lộ Tổng thống Mỹ đã cam kết với ông về một gói viện trợ quân sự khổng lồ chưa từng có, nhưng không đề cập cụ thể có phải đạn pháo hay không. Xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine khi cuộc phản công mùa hè của Kiev không như kỳ vọng. Kiev hiện đang vận động các quốc gia châu Âu cung cấp vũ khí mà họ cần, trong khi các quan chức Mỹ được cho là đang bận tâm đến việc chuyển vũ khí cho Israel. Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo, Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong chuyến thăm trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ vào tuần trước. Điều quan trọng là phải có tên lửa tầm xa hoặc vũ khí tầm xa. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh rằng Washington có đủ khả năng để tiến hành hai cuộc chiến tranh nước ngoài. Tuy nhiên, quỹ Quốc hội phân bổ cho Ukraine dường như đang cạn kiệt. Các gói viện trợ cho Ukraine đang gây chia rẽ sâu sắc trong Đảng Cộng Hòa khi một bộ phận nghị sĩ đảng này cho rằng Washington đã chi quá nhiều cho Kiev và tiền Mỹ phải được dùng để phục hồi kinh tế Mỹ. Các nghị sĩ Cộng Hòa cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng tham nhũng tại Ukraine và hiệu quả thật sự của chính sách bơm tiền viện trợ cho nước này. Tổng thống Biden hiện đang cố gắng thuyết phục Đảng Cộng Hòa đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự trị giá 60 tỷ USD cho Kiev bằng cách gắn nó với gói 10 tỷ USD cho Israel, một cách được cho là khiến những người phản đối dễ chấp nhận hơn. Các mối đe dọa chung đã đưa Nga, Trung Quốc xích lại gần nhau hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về cuộc xung đột ở Trung Đông trong cuộc gặp bên lề diễn đàn vành đai con đường ở Bắc Kinh. Ông Putin nói, các mối đe dọa chung đã đưa hai nước xích lại gần nhau hơn. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Putin nói, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình hình ở Trung Đông. Ông Putin nói trong cuộc họp báo, tôi đã thông báo cho Chủ tịch Tập về tình hình đang phát triển trên con đường Ukraine cũng khá chi tiết. Ông Putin nói thêm, tất cả những yếu tố bên ngoài này là những mối đe dọa chung và chúng tăng cường sự tương tác giữa Nga và Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc cho biết ông Tập đã tiến hành trao đổi quan điểm sâu sắc về tình hình Israel và Palestine với người đồng cấp Nga, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về cuộc thảo luận. Bắc Kinh vẫn chưa nêu tên hay lên án Hamas trong các tuyên bố của mình. Nhưng cuộc xung đột bắt đầu khi Hamas phát động cuộc tấn công khủng bố vào Israel hồi đầu tháng này đã cho thấy rõ sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa các cường quốc thế giới. Trung Quốc và Nga kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột đang gia tăng và từ chối lên án rõ ràng Hamas, trái ngược hoàn toàn với sự ủng hộ dành cho Israel từ Mỹ và các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu. Vào tối ngày 18 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Tel Aviv để thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành đối với Israel. Quốc gia đã tuyên bố sẽ loại bỏ Hamas sau cuộc tấn công tàn bạo của nhóm phiến quân Hồi giáo vào nước này hồi đầu tháng này. Phát biểu tại diễn đàn Vành đai và Con đường, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres là nhà lãnh đạo duy nhất đề cập đến cuộc xung đột trong lễ khai mạc, nơi ông kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Tôi hoàn toàn nhận thức được những bất bình sâu sắc của người dân Palestine sau 56 năm bị chiếm đóng. Tuy nhiên, dù những bất bình này nghiêm trọng đến mức nào, chúng cũng không thể biện minh cho hành động khủng bố chống lại thường dân do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 mà tôi đã ngay lập tức lên án, ông nói. nhưng những sự kiện đó không thể biện minh cho sự trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine. Các sự kiện trong ngày cũng nhấn mạnh sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa ông Tập và ông Putin. Khách mời danh dự của cuộc họp, ông Putin ngồi cạnh nhà lãnh đạo Trung Quốc và phát biểu trực tiếp sau ông tại lễ khai mạc, tiếp đó là cuộc gặp song phương 3 tiếng giữa hai người. Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, ông Putin ca ngợi sáng kiến vành đai và con đường về chính sách đối ngoại hàng đầu của Tập Cận Bình là nhằm mục đích hình thành một thế giới công bằng hơn, đa cực, đồng thời ca ngợi sự liên kết sâu sắc của đất nước ông với Trung Quốc. Nga và Trung Quốc chia sẻ khát vọng hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, bao gồm tôn trọng sự đa dạng của nền văn minh và quyền của mọi quốc gia đối với mô hình phát triển của riêng họ. Ông nói thêm, chuyến thăm Bắc Kinh là chuyến công du nước ngoài đặc biệt hiếm hoi của Tổng thống Putin sau các lệnh trừng phạt của phương Tây 2 năm qua và việc Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã ông. Tại diễn đàn, ông Putin ca ngợi sáng kiến vành đai con đường của ông Tập, cho rằng sáng kiến này như một mô hình phát triển thay thế cho thế giới và cho rằng nó đã thiết lập một khuôn khổ mới cho việc hợp tác quốc tế. Ông Tập cũng tận dụng cuộc họp này để thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong việc định hình lại và dẫn đầu trật tự thế giới toàn cầu. Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng mình thành một quốc gia mạnh hơn và trẻ hóa đất nước Trung Quốc trên mọi cách bằng cách theo đuổi hiện đại hóa Trung Quốc. Ông nói, việc hiện đại hóa mà chúng tôi đang theo đuổi không chỉ dành cho riêng Trung Quốc mà dành cho tất cả các nước đang phát triển thông qua nỗ lực chung. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, ép buộc kinh tế, tách rời và gián đoạn chuỗi cung ứng. Ông nói, về đối đầu ý thức hệ, sự cạnh tranh địa chính trị và chính trị khối không phải là sự lựa chọn của chúng tôi. Xem sự phát triển của người khác như một mối đe dọa hoặc coi sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế là một rủi ro sẽ không làm cho cuộc sống của một người tốt hơn hoặc đẩy nhanh sự phát triển của mình. Việc đón tiếp các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh, sự kiện quốc tế lớn đầu tiên của Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc, là một phần quan trọng trong nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm đưa ra tầm nhìn đó tới các quốc gia mà Trung Quốc đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong thập kỷ qua, khi ông Tập Cận Bình muốn mở rộng đáng kể tầm nhìn của mình và ảnh hưởng toàn cầu của quốc gia. Trung Quốc đã nhấn mạnh những đóng góp của họ cho sự phát triển toàn cầu như một ví dụ điển hình về khả năng lãnh đạo vượt trội của mình. Tại Bắc Kinh vào hôm thứ Tư, các quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng hợp tác nhiều hơn trong sáng kiến vành đai và con đường. Hơn 150 quốc gia đã hợp tác trong sáng kiến này và Bắc Kinh cho biết đã huy động được hàng nghìn tỷ đô la đầu tư xây dựng cảng, đường sắt, đường bộ, thúc đẩy tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển. Nhưng công cuộc này phải đối mặt với những trở ngại khi động cơ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại trong bối cảnh môi trường tài chính đang thay đổi trên toàn thế giới và các câu hỏi về chi phí cao mà các quốc gia phải gánh chịu, từ nợ đến tác động môi trường. Các nhà phân tích cho biết, cơn sốt xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc hiện đã khiến nước này trở thành quốc gia đòi nợ lớn nhất thế giới. Trong bài phát biểu vào hôm 18 tháng 10, ông Tập đã gạt bỏ những lời chỉ trích và nhắc lại cam kết của mình với sáng kiến này. Ông Tập cũng đề xuất kế hoạch hành động gồm 8 phần về sáng kiến vành đai và con đường, bao gồm cả việc dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài vào ngành sản xuất của Trung Quốc và sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Tên lửa ATACMS mà Mỹ vừa cung cấp cho Ukraine có thể quét sạch toàn bộ phi đội trực thăng khỏi sân bay, bắn hạ các đoàn xe tiếp tế, cũng như các khẩu đội phòng không. Tuy vậy, tên lửa này cũng có điểm yếu khiến nó khó có thể thực hiện một số nhiệm vụ. Trong số đó phải kể đến việc tiêu diệt những phương tiện chiến đấu được bảo vệ tốt nhất, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu chủ lực. Tờ New York Times dẫn lời hai quan chức phương Tây cho biết Mỹ đã cung cấp khoảng 20 tên lửa ATACMS cho Ukraine, song không nêu rõ chủng loại tên lửa. Nhưng theo các chuyên gia, đây có thể là tên lửa M-39 ATACMS cũ dựa trên các mảnh tên lửa còn sót lại sau vụ tấn công sân bay bên ngoài khu vực Berdyansk. M-39 là tên lửa đạn đạo nặng 2 tấn, dài 4 mét, với động cơ tên lửa rắn và đầu đạn chứa 950 quả đạn con. Đây là biến thể cũ của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Tên lửa được phóng từ bệ phóng M270 đặt trên khung gầm bánh xích hoặc bệ phóng HIMARS đặt trên khung gầm bánh lốp. M-39 có tầm bắn 165 km, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính. Quân đội Mỹ có hàng trăm tên lửa M-39 đã hết hạn hoặc gần hết hạn trong kho vũ khí. Thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Biden được cho là đã chuyển giao một số lượng lớn tên lửa M-39 cũ cho Ukraine sau khi kiểm tra động cơ của chúng. Vào rạng sáng ngày 17 tháng 10, quân đội Ukraine cho biết đã khai hỏa 3 hệ thống HIMARS, phóng tên lửa M-39 vào một sân bay bên ngoài khu vực Berdyansk. Tên lửa lao thẳng qua hệ thống phòng không của Nga và rải gần 3.000 quả đạn con M-74 ở bãi đáp của sân bay, phá hủy trực thăng tấn công Mi-24 và Kamov K-52 của không quân Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy 9 máy bay trực thăng của Nga, trong khi các nhà quan sát cho rằng chỉ có 6 chiếc bị phá hủy. Fighter Bomber, một kênh Telegram của Nga cho rằng dù con số thiệt hại các bên đưa ra khác nhau, nhưng không thể phủ nhận đây là một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột nổ ra. James Houghton, một quan chức trong quân đội Mỹ cho rằng tên lửa M-39 và các quả đạn con M-74 nặng 0,5 kg được làm từ hợp kim thép và Wolfram là loại đạn hoàn hảo để tấn công các mục tiêu mềm. Khi va chạm và phát nổ, mỗi quả lựu đạn sẽ vỡ thành nhiều mảnh thép nhỏ, bay với tốc độ cao, rất hiệu quả khi chống lại các mục tiêu như lốp xe tải, đạn tên lửa, phương tiện có lớp giáp mỏng và radar. Ngoài các mục tiêu trên, tên lửa M-39 còn có khả năng tấn công các tổ hợp phòng không. Quân đội Mỹ đã nhiều lần sử dụng M-39 để trấn áp hệ thống phòng không của đối phương. Lần đầu tiên, Mỹ sử dụng M-39 trong chiến đấu là vào năm 1991, thời điểm nước này tiến hành chiến dịch bão táp sa mạc nhằm mục đích tiêu diệt khẩu đội phòng không S-75 của Iraq, từng nhiều lần đe dọa máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Cuộc tấn công ATACMS đã vô hiệu hóa thành công mục tiêu. Carter Roger, cựu thiếu tá của quân đội Mỹ cho biết, hệ thống phòng không của Nga được cho là rất tinh vi và hiệu quả. Chúng khiến các máy bay chiến đấu hoặc trực thăng của Ukraine chuyên hỗ trợ lực lượng mặt đất dọc theo tiền tuyến phải phóng tên lửa và bom từ khoảng cách xa hàng km để tránh bị phát hiện hoặc là bay ở độ cao thấp. Nhưng mối nguy hiểm đối với các phi công sẽ lớn hơn nếu Ukraine không tìm cách săn lùng và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Nga. Việc tiếp nhận tên lửa M-39 có thể giúp Kiev có thêm động lực để thực hiện nhiệm vụ này. Hiện các lực lượng Ukraine sử dụng rất nhiều loại đạn cho nhiệm vụ tấn công, trấn áp hệ thống phòng thủ của đối phương. Trong đó có tên lửa M30-31 khoảng 70 km, được phóng từ bệ phóng M270 hoặc HIMARS, tương tự như tên lửa M39. Ngoài ra, Kiev cũng triển khai máy bay không người lái mang chất nổ hoặc máy bay chiến đấu Sukhoi 27. Mikoyan MiG-29 phóng tên lửa đường dẫn radar AGM-88 do Mỹ sản xuất. Để tiến hành các cuộc tấn công xa hơn, Kiev đã sử dụng tên lửa chống hạm Neptune. Về mặt tác chiến, những tên lửa M-39 được bắn từ khoảng cách hàng trăm km có thể gây nguy hiểm cho hệ thống mạng lưới phòng không Nga. Tuy vậy, điểm yếu của tên lửa này là rất khó bắn hạ xe tăng hoặc xe bọc thép. Đừng lãng phí những tên lửa M-39 trị giá hàng triệu USD để phá hủy một trung đoàn xe tăng, vì các quả đạn con của nó không có hiệu quả đối với xe bọc thép. Việc phóng một loạt tên lửa M-39, trút mưa bom M-74 có thể làm hỏng hệ thống quang học của xe tăng, thậm chí là chọc thủng lớp giáp mỏng trên thân xe. Nhưng đòn tấn công trực tiếp của M-39 sẽ không ngăn chặn được cuộc tấn công của xe thiết giáp, nếu phương tiện này không di chuyển theo đội hình hoặc được bố trí dàn trải. Giao tranh hiện nay ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và một thực tế khá rõ ràng là xung đột sẽ tiếp diễn trong năm tới. Những diễn biến trên chiến trường Ukraine năm 2024 sẽ phụ thuộc vào một số nhân tố từ những tính toán địa chính trị, các cuộc bầu cử, vận chuyển vũ khí và mức độ đạn dược sẵn có. Tình thế của Nga và Ukraine sẽ thay đổi như thế nào nếu xung đột tiếp diễn năm 2024? Thưa quý vị, cho đến nay, Ukraine chủ yếu phụ thuộc vào kho đạn dược được các nước phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, nguồn cung này không phải là vô hạn và đang cạn kiệt dần. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw vào đầu tháng 10, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho biết, chúng ta đang nhìn thấy đáy thùng. Chúng ta đã hỗ trợ nhiều hệ thống vũ khí và đạn dược cho Ukraine, nhưng không phải từ một kho dự trữ đầy đủ, mà từ kho dự trữ đã vơi đi một nửa hoặc vơi đi rất nhiều ở châu Âu. Hiện các khí tài quân sự đang cạn kiệt, những nỗ lực đang được thực hiện để cải thiện tình hình với việc các nước Mỹ và châu Âu đang làm việc để tăng cường sản xuất đạn pháo cũng như các loại đạn dược khác. Giờ đây, Ukraine tuyên bố nước này sẽ tăng cường sản xuất vũ khí nội địa và tham gia vào một loạt thỏa thuận sản xuất chung với các đối tác quốc tế. Mặc dù có những dấu hiệu tiến triển về việc giải quyết nguồn cung đạn dược của Ukraine, nhưng để đạt được bất kỳ đột phá lớn nào thì sẽ cần rất nhiều thời gian. Trong khi đó, cường độ sử dụng đạn pháo dọc 1.000 km tiền tuyến đồng nghĩa với việc mức độ sản xuất hiện nay chưa thể đáp ứng được các nhu cầu của Kiev cho tới nửa sau năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Thiếu đạn dược không phải là vấn đề mới đối với quân đội Ukraine. Một giải pháp hiệu quả hiện nay là tăng cường sử dụng UAV cảm tử. Chiến trường Ukraine đã chứng kiến việc vũ khí này được triển khai nhiều hơn vào năm 2024. Tuy nhiên, sự thiếu hụt của các loại đạn chủ chốt có thể sẽ định hình tính toán chiến lược của Ukraine trong mùa xuân và mùa hè năm tới. Các kế hoạch quân sự của Ukraine có thể sẽ phản ánh những tính toán địa chính trị của nước này. Kiev đang theo dõi với sự cảnh báo ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây khi vấn đề hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đối mặt với những trở ngại do các vấn đề chính trị trong nước. Với việc Washington sắp bước vào năm bầu cử, nhiều người Ukraine lo ngại các đợt vận chuyển vũ khí tương lai từ Mỹ có thể bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn. Tình hình ở bờ bên kia Đại Tây Dương có vẻ triển vọng hơn khi nhiều đối tác châu Âu của Ukraine dường như sẵn sàng tăng cường các đợt vận chuyển vũ khí. Dù vậy, nguồn cung vũ khí không ổn định sẽ gia tăng sức ép lên giới quân sự Ukraine với những tính toán thận trọng hơn, bởi các chỉ huy phải tìm cách dự trữ nguồn hạn chế của mình. Một nhân tố then chốt khác quyết định tình hình xung đột năm 2024 là ưu tiên chính trị của Nga. Điện Kremlin có lẽ sẽ chọn tiếp tục ở thế phòng thủ và tập trung vào việc củng cố các vùng lãnh thổ đã giành được. Dù vậy, giới quan sát phương Tây cho rằng rất có thể Tổng thống Putin sẽ ra lệnh cho các chỉ huy nối lại các chiến dịch tấn công quy mô lớn để hoàn tất việc kiểm soát 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine mà nước này sát nhập vào tháng 9 năm ngoái. Hiện nay, một chiến lược phòng thủ dường như đã đáp ứng mục tiêu chính trị của chính Nga, đó là đóng băng xung đột dọc theo tiền tuyến hiện tại. Việc Ukraine không thể đạt được bước đột phá lớn trong cuộc phản công vừa qua đã khiến ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi hai bên quay lại đàm phán. Nếu Nga có thể lặp lại thành công trên vào năm 2024, Ukraine sẽ khó khăn hơn trong việc duy trì sự ủng hộ quốc tế để tiến hành các chiến dịch tấn công lớn trong tương lai. Cuộc tấn công gần đây của Nga xung quanh Adika ở phía đông Ukraine là một lời nhắc nhở rằng Moscow vẫn có những mục tiêu đáng kể chưa hoàn thành ở Ukraine và có thể sẽ tìm cách kiểm soát các vùng lãnh thổ mới trong những tháng tới. Theo đó, Nga sẽ không hoàn toàn phòng thủ mà có thể sẽ chủ động tiến công để củng cố các vị trí và ngăn chặn các cuộc phản công của đối phương. Bên cạnh đó, trái với Ukraine, Nga không phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng vào năm 2024. Với sự gia tăng ngân sách quốc phòng chưa từng có, quân đội Nga sẽ được đảm bảo nguồn cung vũ khí và hậu cần năm tới. Tuy nhiên, nếu Nga tập trung vào các cuộc tấn công quy mô lớn, thì ngay cả khi tăng cường sản xuất trong nước, Moscow có lẽ cũng sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu của quân đội. Tiến triển chậm của Ukraine trước vòng tuyến kiên cố của Nga trong cuộc phản công hiện tại có thể khiến các chỉ huy của Kiev lựa chọn các chiến thuật khác vào năm 2024. Thay vì dựa vào các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí của Nga, Ukraine có lẽ sẽ tìm cách bảo toàn khả năng tấn công, đồng thời tập trung vào việc làm tiêu hao sức mạnh quân sự của đối phương. Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Điện Kremlin. Bất kỳ sự dịch chuyển nào của Ukraine nhằm hướng đến một cuộc xung đột tiêu hao đều có thể bao gồm việc mở rộng đáng kể danh sách mục tiêu ở Crimea và bên trong nước Nga. Những nỗ lực này có thể sẽ phụ thuộc vào việc các tiêm kích F-16 và tên lửa hành trình tầm xa đến tay Kiev trong thời gian tới. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin Washington đã bí mật cung cấp vũ khí này cho Kiev. Nếu Ukraine lựa chọn tập trung vào cuộc xung đột tiêu hao trong năm 2024, điều này sẽ tạo ra rủi ro chính trị đáng kể cho Kiev. Quân đội Ukraine có thể sẽ đảm bảo lực lượng và trang thiết bị cho cuộc tấn công mới vào năm 2025 khi sản xuất vũ khí của phương Tây tăng lên. Dù vậy, điều này sẽ đánh dấu thêm một năm nữa Kiev không thể đạt được bất kỳ thành quả đáng kể nào. Đây có thể là động lực thúc đẩy nhiều tiếng nói quốc tế kêu gọi Kiev thỏa hiệp với Điện Kremlin. Cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng đàm phán. Thay vào đó, cả hai bên vẫn tiếp tục lựa chọn giải pháp quân sự và hướng đến các chiến dịch quân sự mới năm 2024. Giới lãnh đạo Ukraine hiểu họ phải giành lại đà tiến công đã mất trong cuộc phản công gần đây và duy trì sự ủng hộ quốc tế vốn có vai trò then chốt với nỗ lực quân sự của nước này. Trung tướng Nga, tiềm năng huy động của Ukraine sẽ cạn kiệt sau 6 tháng. Trung tướng Lực lượng Vũ trang Dự bị Liên bang Nga Evgeny Budyshkin cho biết tiềm năng huy động của Ukraine có thể sẽ cạn kiệt trong 6 tháng tới nếu cuộc xung đột vẫn diễn ra như cường độ hiện nay. Tại câu lạc bộ Vaidai, trình bày báo cáo có chủ đề Chiến tranh trong kỷ nguyên mới, tại sao các quân đội lớn lại quay trở lại? Trung tướng Nga Budyshkin cho hay, nếu các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra như cường độ hiện tại, thì tối đa trong vòng 6 tháng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cạn kiệt nhân lực. Theo Trung tướng Budyshkin, trong thuật ngữ quân sự, huy động toàn diện có nghĩa là bắt buộc tới 10% dân số cả nước tham gia vào tiền tuyến. Theo Budyshkin, vào thời điểm bắt đầu cuộc xung đột, Ukraine có khoảng 3 triệu người, nhưng một bộ phận đáng kể dân số trẻ, những người có năng lực nhất đã rời khỏi Ukraine. Trung tướng Nga gọi tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine là đáng kinh ngạc và nỗ lực của bộ binh Ukraine vượt qua những bãi mìn dày đặc của quân Nga là sự mạo hiểm gấp đôi. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến đầu tháng 10, các nỗ lực tấn công đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 90.000 quân nhân. Cùng với đó, 18.000 thiết bị vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy, bao gồm xe tăng Leopard của Đức, xe tăng AMX của Pháp, xe chiến đấu bộ binh Challenger 2 của Anh, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Vào ngày 18 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị nước này đã tấn công một kho vũ khí hàng không ở khu vực Dnipro. Đây được xem là động thái đáp trả, khi trước đó ngày 17 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, đã tấn công 2 căn cứ không quân, cũng là 2 sân bay của Nga trên vùng lãnh thổ Ukraine, hiện do Moscow kiểm soát. Mới đây, Mỹ đã cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cho Ukraine. Theo New York Times, số lượng lên tới 20 tên lửa. ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 165 km và được trang bị nhiều đầu đạn nhỏ nhằm tăng khả năng sát thương và độ hủy diệt. Loại tên lửa này được Washington miễn cưỡng cung cấp cho Kiev vì Mỹ lo ngại rằng việc cung cấp cho Ukraine có thể làm leo thang căng thẳng với Moscow. Cũng bởi lo ngại đó, Mỹ chỉ gửi đến Ukraine phiên bản ATACMS có tầm bắn ngắn hơn so với khoảng cách tối đa mà tên lửa này có thể đạt được, có thể bay xa đến 300 km. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin khẳng định loại vũ khí này không thể thay đổi tình hình mặt trận, thậm chí nó chỉ kéo dài nỗi đau đớn cho Ukraine mà thôi. Nga đưa tên lửa siêu vượt âm Kinzhal ra Biển Đen. Tổng thống Nga Putin thông báo ông đã ra lệnh cho lực lượng không quân vũ trụ Nga tuần tra thường xuyên tại không phận quốc tế trên Biển Đen bằng các máy bay mang tên lửa Kinzhal. Hãng tin TASS dẫn lời ông Putin, các máy bay MiG-31 của chúng tôi được trang bị hệ thống tên lửa Kinzhal. Tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ bay Mach 9, 11.113 km/h. Tầm bay của vũ khí siêu vượt âm Kinzhal có thể vươn tới phần đông của Địa Trung Hải. Ông Putin nhấn mạnh thông báo này không nhằm mục đích đe dọa mà là một phản ứng của Nga trước tình trạng bất ổn leo thang, đặc biệt là ở Trung Đông. Thông báo được ông Putin đưa ra sau khi đánh giá hành động của Mỹ ở Ukraine cho thấy Washington đang ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột. Ông Putin đề cập đến việc Mỹ triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là một yếu tố dẫn tới quyết định của Moscow. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các cuộc tuần tra của lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ giúp thực hiện kiểm soát đối với các diễn biến ở Địa Trung Hải. Động thái của Nga diễn ra sau khi Mỹ xác nhận đã viện trợ tên lửa chiến thuật tầm xa có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 165 km cho Ukraine. Ông Putin gọi động thái này là sai lầm vì nó đã kéo Mỹ sâu hơn vào xung đột Nga-Ukraine. Đại tá quân đội Áo Markus Reisner tuyên bố khám phá ra chiến thuật pha trộn hỏa lực của lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine. Mới đây, đại tá Markus Reisner của quân đội Áo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Đức rằng quân đội Nga đã buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải từ bỏ các cuộc tấn công quy mô lớn bằng cách sử dụng chiến thuật mix hỏa lực, tức là hỏa lực pha trộn. Theo ông, trong thời gian gần đây, quân đội Ukraine không còn tấn công bằng đội hình cơ giới lớn nữa, vì quân Nga ngay lập tức đáp trả họ bằng việc mix hỏa lực giữa pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt, máy bay không người lái tự sát, tên lửa dẫn đường chống tăng và các bãi mìn. Ông Reisner lưu ý rằng những tổn thất quá lớn đã khiến hiện tại quân đội Ukraine chỉ tấn công theo các nhóm nhỏ, không có sự hỗ trợ của tăng thiết giáp, khiến Kiev cần rất nhiều thời gian để đạt được những tiến triển nho nhỏ, nhưng lại gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng. Đại tá Áo cũng chỉ trích giới chính trị gia và cả tướng lĩnh quân sự ở Ukraine đã đánh giá thấp một cách liều lĩnh mức độ vững chắc của hệ thống phòng thủ đa tầng, đa lớp, có chiều sâu của Nga, trong khi quân đội Ukraine lại thiếu tiềm lực quân sự cần thiết cho cuộc phản công. Để lấy ví dụ, đại tá quân đội Áo nhắc đến sự vượt trội của không quân Nga so với đối phương, trong khi số lượng đạn pháo và các phương tiện chống tăng của Ukraine cũng quá hạn chế so với Nga. Ông khẳng định rằng xem xét một cách khách quan theo quan điểm quân sự thì cuộc phản công của Ukraine đã hoàn toàn thất bại. Ông cho biết mục tiêu tác chiến ban đầu của Kiev trong chiến dịch phản công ở phía Nam là sau vài tuần đột phá được phòng tuyến phòng thủ của Nga ở Zaporizhzhia để mở đường ra biển Azov. Nhưng sau 3 tháng phản công, chỉ tiến được vài km, chiếm được vài ba ngôi làng. Đồng quan điểm, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Freedom rằng Kiev đang chịu thất bại trong cuộc xung đột vì quân đội Nga kiểm soát chiến trường ở Ukraine, tiêu diệt các lữ đoàn còn lại và đẩy họ xa hơn về phía Tây. Ông Scott Ritter thẳng thắn chỉ ra hiện quân Nga đang tiếp tục đánh bại nốt các nhóm chiến đấu cuối cùng của quân đội Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hết nguồn dự trữ chiến lược của mình và sẽ không còn bất cứ lực lượng nào để chám vào các lỗ thủng, chứ không nói đến việc tiếp tục mở các cuộc phản công. Trong bối cảnh tuyệt vọng, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cố gắng gắn cuộc xung đột ở đất nước ông ta với cuộc chiến ở Israel chống Hamas. Chuyên gia nghiên cứu kinh tế chính trị và địa chính trị Ahmed Aden từ Cairo viết trong một bài báo dành cho cổng thông tin Infobrick vào ngày 11 tháng 10 khi nói về chuyện xung đột giữa Israel và Gaza có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Zelensky tuyên bố, tất nhiên tất cả đều sợ hãi và tôi nghĩ rằng Nga cũng đang tính đến khả năng chia tách sự hỗ trợ. Vì vậy, vài ngày sau tuyên bố của mình, ông ta đã mong gặp ông Netanyahu để cố gắng gắn hai cuộc xung đột như là nhất thể không thể tách rời. Hóa ra đó là một lời nói dối trắng trợn và nỗ lực tuyệt vọng nhằm tiếp tục đảm bảo lợi ích của phương Tây và dòng chảy vũ khí cùng tài trợ của họ đổ vào Ukraine, tác giả viết. Như chuyên gia nhận xét, nhà lãnh đạo Ukraine đang cố hết sức để có được nguồn cung cấp vũ khí cho quân đội của mình nhằm chiếm các vùng đất của Nga trước khi mùa đông tới. Nhưng sau khi nổ ra cuộc chiến giữa IDF và Hamas thì nhiệm vụ này khó thành công vì vũ khí phương Tây vốn chỉ dành cho lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắt đầu chuyển sang cung cấp cho Israel. Chuyên gia Aden cho rằng việc rời chuyển ưu tiên của phương Tây từ Ukraine sang Israel sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của Kiev khi tiến hành hoạt động chiến sự chống Nga. Việc Israel từ chối không cho phép Zelensky gặp ông Netanyahu không chỉ là chuyện quá bẽ mặt mà còn có thể đồng nghĩa với việc bắt đầu phai nhạt và chấm dứt quan tâm của phương Tây dành cho Ukraine, chuyên gia kết luận. Việc Mỹ tiếp tục chính sách hỗ trợ Ukraine có thể buộc Washington phải hy sinh Tây Âu và các lợi ích xuyên đại Tây Dương của mình. Đây là quan điểm của nhà khoa học chính trị, giáo sư Đại học Cambridge Anatoly Mavichuk đưa ra trong bài viết cho tờ Responsible Statecraft. Quỹ đạo hiện nay trong chính sách của Mỹ có nguy cơ phải hy sinh Tây Âu vì Ukraine và các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần nhận thức được rủi ro này. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một trong những phi vụ tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử của Hoa Kỳ. Chính Tây Âu và Trung Âu chứ không phải Ukraine mới là khu vực lợi ích có tầm quan trọng sống còn của Mỹ ở lục địa châu Âu trong hơn 100 năm nay, ấn phẩm cho biết. Theo nhà phân tích, người Mỹ có xu hướng vui mừng trước sự phục tùng hoàn toàn của châu Âu. Điều này có thể đạt được nhờ cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, theo giáo sư Leven, tâm trạng hưng phấn như vậy khiến người ta không nhận ra những nguy cơ do chiến sự gây ra liên quan đến tình trạng kinh tế trì trệ, di cư không kiểm soát và các biểu hiện cực đoan chính trị ở các nước châu Âu. Sức mạnh của Mỹ trên thế giới giữ vững được trong điều kiện châu Âu thịnh vượng về kinh tế và có nền dân chủ tự do, nhà phân tích nhận định. Theo ông Leven, chính việc đảm bảo và duy trì được sự thịnh vượng về kinh tế và chính trị của châu Âu là lợi ích sống còn của Hoa Kỳ, mà nếu không có nó thì sức mạnh của nước Mỹ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Khi nhận thức được nguy cơ nói trên, cũng như sự tổn thất to lớn và thực tế phản công thất bại của Ukraine, Washington cần tập trung tất cả nỗ lực để đạt được hòa bình nhanh nhất có thể, chuyên gia kết luận. Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã đạt đến một cấp độ mới, về chất, là cấp độ chiến lược. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Choi Son-hui diễn ra tại trụ sở chính phủ nước này ở Kumsusan, Cẩm Tú Sơn. Sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ Vostony vào ngày 13 tháng 9, chúng ta có thể tự tin nói rằng mối quan hệ này đã vượt lên một cấp độ mới về chất, đó là cấp độ chiến lược, Ngoại trưởng Nga nhận xét. Bộ trưởng Nga nhớ lại 75 năm trước, Liên Xô, quốc gia đóng vai trò then chốt trong việc giải phóng Triều Tiên khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản, là quốc gia đầu tiên công nhận nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên non trẻ và sau đó đã hỗ trợ phát triển kinh tế, khoa học, văn hóa và giáo dục cho đất nước này. Ông Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi luôn ghi nhớ những đóng góp vô giá mà đồng chí Kim Il-sung, Kim Nhật Thành và sau đó là đồng chí Kim Jong-in, Kim Chính Nhật đã đóng góp cho sự phát triển, quan hệ của hai nước chúng ta. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên lưu ý rằng các cuộc gặp thường xuyên giữa ngoại trưởng hai nước, qua đó mối quan hệ đồng chí được tăng cường là bằng chứng cho thấy quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Nga với lịch sử hữu nghị lâu đời đang có động lực phát triển và đang phát triển với sức sống mới. Bà Choi Son-hui nói thêm rằng các cuộc đàm phán với ông Lavrov về Triều Tiên sẽ là yếu tố quan trọng để thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tháng 9 giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Kim Jong-un. Việc cung cấp vũ khí liên tục cho Ukraine và các nghĩa vụ với NATO đang tác động rất nhạy cảm đến lượng trang thiết bị quân sự của Tây Ban Nha. Nước này không thể bổ sung kho vũ khí của mình với nhịp độ như gửi cho Ukraine. Ngoài việc gửi thiết bị quân sự, Tây Ban Nha còn huấn luyện cho hơn 2.000 binh sĩ Ukraine về kỹ thuật chiến đấu và sử dụng vũ khí tại căn cứ của Bộ Quốc phòng nước này ở Toledo và Zaragoza. Tây Ban Nha đang chi hàng triệu euro cho việc này và không có lối thoát nào khác ngoài việc bổ sung dự trữ bởi NATO đòi hỏi như vậy. Ông Juan Aguila, giám đốc Cổng phân tích quốc tế, nói với Sputnik Mundo. Ông không loại trừ rằng hiện đang diễn ra cuộc kiểm kê khẩn cấp để xem có gì có thể gửi cho Ukraine. Như vậy rõ ràng là lượng dự trữ trong kho rất ít. Đó là lý do biện minh cho những khoản chi được phê duyệt dành cho Bộ Quốc phòng. Ông Juan Aguila kết luận. Quân đội Nga đang tiêu diệt các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine trong 3 chảo lửa ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Cựu sĩ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ Scott Ritter cho biết. Người Nga đã tạo ra 3 chảo lửa khổng lồ mà hiện nay để duy trì vị thế, Ukraine buộc phải tăng cường và đưa quân dự trữ vào và họ đang bị tiêu diệt, chuyên gia Scott Ritter cho biết. Ông Scott Ritter cũng lưu ý rằng quân đội Nga đã bước vào giai đoạn mới trong việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, nhấn mạnh rằng việc giải phóng các vùng lãnh thổ mới do chế độ Kiev kiểm soát sẽ sớm diễn ra. Quân đội Nga đang kiểm soát chiến trường, cựu sĩ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ Scott Ritter kết luận. Một cuộc xung đột kéo dài có thể khiến Ukraine bị tổn thất lãnh thổ lớn hơn, trong đó có Odessa, cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Nhà nước Ukraine đang đi tới hồi kết, họ sẽ không thể trở lại trạng thái trước đây nữa. Ý tôi là họ đã mất các vùng Kherson và Zaporizhzhia, cũng như Donetsk và Lugan, họ sẽ không bao giờ có thể lấy lại những vùng lãnh thổ này. như Crimea và có khả năng họ sẽ còn mất nhiều hơn nữa. Ông lưu ý, việc kết thúc xung đột Ukraine ở giai đoạn này có nghĩa là chiến thắng thuộc về Nga. Đây là ý kiến của tướng Pháp Bruno Clement. Nếu chiến tranh kết thúc vào ngày mai thì có nghĩa là người Nga chiến thắng, ông nói. Như ấn phẩm nhận xét, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại do lực lượng nước này không thể đạt được mục tiêu chính của họ là giành lại các vùng lãnh thổ Crimea và Donbass. Người Ukraine có thể đã mắc sai lầm trong việc lập kế hoạch khi cho rằng việc xâm nhập vào phòng tuyến đầu tiên của Nga sẽ phá hủy được toàn bộ hệ thống, ấn phẩm viết. Lực lượng vũ trang Ukraine trong gần 5 tháng đã cố gắng tiến quân theo các hướng Nam Donetsk, ATACMS và Zaporizhzhia, tung vào trận chiến các lữ đoàn chiến đấu do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí nước ngoài. Tổng thống Nga Putin tại cuộc gặp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vaidai ngày 5 tháng 10 mới đây cho biết, kể từ ngày 4 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 90.000 quân, 557 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép. Ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc phản công của Ukraine thực sự đã thất bại, còn quân đội Nga cải thiện được các vị trí của mình trên toàn mặt trận. Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết.